Đầu tiên các mẹ kích vào biểu tượng của Google Chrome ở trên màn hình điện thoại. Sau đó chúng ta vào cái trang tìm kiếm của Google và gõ từ khóa thầy thuốc tự thân.com. Đây là trang web chính thức học diện chẩn online trực tuyến hàng đầu. Chúng ta sẽ đi đến trang web và chúng ta sẽ nhìn thấy đây là giao diện của website thầy thuốc tự thân.com. Và để tìm đến khóa học trị dứt điểm ho cho bé thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký. Sau khi bấm vào ô đăng ký thì chúng ta sẽ nhập đầy đủ họ và tên, email. Số điện thoại, mật khẩu. Mật khẩu ở đây là mật khẩu mà chúng ta sẽ tự tạo cho mình. Nhập lại mật khẩu một lần nữa. Sau đó là nhớ tích vào ô tôi đã đọc và đồng ý với chính sách và điều kiện của dịch vụ. Sau khi đã tích và điền đầy đủ thông tin thì chúng ta sẽ ấn vào ô đăng ký. Một lúc sau thì giao diện của website nó sẽ trở nên như vậy. Chọn diện chẩn cho bé ở ngay trên đầu tiên để chúng ta ra tất cả những bài học liên quan đến diện chẩn cho bé. Sau khi ra được giao diện này thì chúng ta sẽ tìm đến khóa học trị dứt điểm ho cho bé. Khóa học này đã được kích hoạt hoàn toàn miễn phí. Chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản như lúc đầu thì chúng ta đã có thể vào học. Chúng ta mở khóa học ra và chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện của khóa học. Ở đây chúng ta có thể kích luôn vào ô chữ vào học ngay để chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên. Thời lượng là hơn 3 tiếng cho khóa học này. Đấy, và chúng ta sẽ vào ô chữ vào học thì chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên. Ở đây thì chúng ta sẽ học lần lượt từng bài một. Ngoài ra, chúng ta có thể quay trở lại nội dung của khóa học và mở từng chương ra. Ở mỗi một chương sẽ có tên, nội dung và bài học khác nhau. Thì chúng ta học đi học lại cái nội dung nào, chúng ta mở nội dung đấy. Đây là giao diện của website. Khóa học diện chẩn trị dứt điểm ho cho bé đã được kích hoạt miễn phí trong vòng 1 tuần. Sau 1 tuần, khóa học sẽ tự động đóng. Cho nên là các bố mẹ hãy tranh thủ học luôn và ngay, thực hành luôn và ngay. Để tuần sau chúng ta gặp lại, chúng ta có bài, chúng ta sửa.